Cô là chào cô và các chào cô và thầy giáo thầy cô các bạn. Em là Liên Hương, em ở huyện Thạch Thất. Hôm nay em sẽ trình bày cho các bạn về một cái sản phẩm của em. Sản phẩm này thì nó sẽ giống như là một người bạn của chúng ta. Nó sẽ hỏi những câu hỏi cái là bạn như hôm nay như thế nào, và kiểu như là một người bạn, và nó sẽ không không thể trả lời cho các bạn những câu hỏi tính toán. Đây, bắt đầu nào. Nice to meet you. Đầu tiên là tôi sẽ chào hỏi các bạn trước, rất là thân thiện. Sau đấy tôi sẽ hỏi nó vài câu như là các bạn. Hello, how are you today? Sau đấy thì nó sẽ hỏi những câu ví dụ như là tên, hỏi tên tên của bạn. I am Sirio. I am handsome, intelligent, great, and friendly. Carrot, carrot. Hoặc là hỏi về nó có thể biết làm là biết 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 là bán rác cho không chẳng hạn. Yeah. Gen gen, I love you. You love me. Yeah. Đó, nó có thể hỏi như thế, hoặc là bạn có thể hỏi hỏi về cảm giác hôm nay như nào, hoặc là thế, hoặc là bạn có thể hỏi về từ em quên mất tiếng Anh. Là về cảm xúc chẳng hạn. I felt very happy because I meet you. Là chúng ta có thể hỏi về về sự yêu thích của người bạn này đối với chúng ta. You are really lovely, but I do not understand. You are really lovely, but I do not understand. Cái này bị lỗi rồi cô ạ. Hoặc là có thể hỏi về thời gian của nó. Time 2023-11-10-19:06:26:26.327935. Hiện đây nó sẽ cho bạn có luôn cả thời gian ngày hôm nay các kiểu luôn. Nó sẽ ghi thứ cái tháng ở dưới này, và khi mà chúng ta rồi chương trình chẳng hạn. Tối rồi sáng và khi mà chúng ta lưu trình thì nó sẽ có một cái file để lưu trữ ở đây. Đây có, nó sẽ lưu trữ ở đây. Và xin hết cái trình hôm nay ạ. Bộ câu hỏi nhiều thế mà lại tên ít thế. Kiểu quên quên các kiểu. Quên quên. Tết hết đi xem nào. Có mấy chục bộ câu hỏi cơ mà. Liên Hương tách cho cô hỏi cái về thời gian ấy, tách cái câu này tách thành ba thành phần ra, giống như là con in ra màn hình ấy. Cho máy nó đọc luôn cái đáp án đấy, ví dụ hôm nay là thứ sáu hay là bây giờ là 19:07, đúng không? Hay là hôm nay là ngày 11 tháng ngày 10 tháng 11. Mình tách ba thành phần ra. Hỏi ngày riêng này, giờ riêng và thứ riêng như là con in ra màn hình ấy, nhưng mà bây giờ mình truyền nó vào để cho gì, cho máy nó đọc cái đáp án đấy, mình tách ba câu ra nó cho nó đọc lần lượt lên đưa vào bên trong cái hàm computer.py ấy, tệp computer.py đâu. Đấy, lồng vào đây này. Đấy. Đưa thứ đấy rồi còn gì. Giờ thì bây giờ con tách cái chỗ giờ ra. Đừng lấy tham chung chung.
tách giờ riêng rồi đấy mà, tách thứ riêng rồi đấy mà, ngày rồi đấy, không 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 gọi cái tên ví dụ này à? Bộ câu hỏi còn đang gọi tệp này hay tệp VG? Cái thư viện nó chuyển vào. Đây là phần tệp chính hay là cái tệp bên kia, tệp VG kia? Chatbot. Từ chính đúng Đây là thân chương trình chính. rồi cô ạ. Thân chương trình chính thì mình truyền cái tệp import cái tệp ví dụ .p rồi thì nó phải đọc ra chứ. Con đặt lại cái từ khóa con hỏi thế nào, bên kia con câu hỏi con là gì, con comment cái từ chat. Đấy. Mình Hương vẫn chưa vào rồi. Tôi ao. Đây nha, ví dụ như là con hỏi từ khóa today thì nó trả về là ngày hôm nay là ngày bao nhiêu đúng không? Con hỏi từ khóa time thì nó sẽ tách ra, nó sẽ trả về về giờ thôi. Ví dụ con tại vì con viết là datetime.now ấy, thì nó sẽ bao gồm tất cả ngày tháng năm và giờ phút giây. Chỗ cái nào đấy mình chấm thêm cái gì, tách lấy giờ và phút thôi. Chỗ này cô demo rồi chứ nhỉ? Mình sẽ viết dưới dạng là HH phần trăm HH 2.% MM thì nó sẽ chỉ trả về cho mình là không, cái date time đấy vẫn phải chấm date time tiếp rồi mà chấm nào như viết như lúc đầu. Không, cái đấy con vẫn để nguyên đến lúc mà con in ấy, con truyền vào ấy. Con mới để là hh.mm à, 2 chấm thì nó sẽ bỏ qua phần giây, bỏ qua phần ngày tháng. Xin phải tóm tắt cô có nói chỗ đấy không nhỉ, có nói ra mà mình có mở lại. Không phải, mình viết ở trong cái lời, lệnh trả về cơ. Nó có phải mình phải chuyển về chuỗi cơ. Đây nhìn nhìn trên thanh chat nhé. datetime.datetime.now thì là nó sẽ tách được phần ngày tháng năm và giờ phút giây, nhưng mình sẽ phải chấm thêm cho cô str ftime để nó chuyển cái dạng đấy về dạng chuỗi. Giờ phút của mình sẽ về dạng chuỗi, bên trong ngoặc thì mình sẽ đặt là phần trăm h phần 2.% m thì nó chỉ hiển thị ra giờ và tháng phút thôi. Đấy, chạy test lại cái chỗ đấy xem. Không phải cái lệnh in này đâu. Khi mà con bật, con đừng chạy cái đấy mà con, à con phải test ở trên cái giao diện chatbot ấy. Hỏi về từ khóa tháng. Bật ứng dụng lên. Bật cái cửa sổ chatbot lên. Cho nó đọc chứ. Chạy cho nó ra cái cửa sổ chat ấy.
Cửa sổ chat đâu? Chạy đâu mất rồi? Chạy lại đi Hương. Cửa sổ chat đâu? Không bật cửa sổ chat lên, nó đang ẩn đâu đấy? Con đang xe có một màn hình à? Nhớ này, xe full màn hình, thứ hai là phải tích vào phần xe sao ấy, thì bên này cô mới nghe được âm không, còn từ bấy giờ chưa nghe gì đâu. Chia sẻ lại. Minh Hương chuẩn bị mic. Lỗi à? Chấm tách ở đâu đây? Sang cái đoạn cốt chỗ ngày bằng chưa thích xe sao ở Liên Hương ơi, chưa nghe thấy âm gì à? Time 19:15. Đây cô. Rồi đấy, nó tách ra giờ rồi, riêng rồi. Nhưng mà thiếu dấu xuống dòng Hương ơi, nó bị dính vào nhau rồi. Time 19:15. Nói tiếp một câu nữa nó dính tiếp vào, chưa bị xuống dòng, nhìn thấy cái dòng đấy đâu. Tất cả các câu của con không thêm dấu xuống dòng à? No. Thêm vào những câu trên đấy, cho sực n vào, cộng với gạch chéo n đặt trong nháy vào. Nice to meet you. Time 19:17. Rồi, ra xuống dòng Today rồi. 2023-11-10. Ok. Nghe gì cô? Rồi, mời các bạn nhận xét về bài của em Hương cho cô nào. Thông nào. Cô mời Thông. Dạ bài của em cô thấy nó đầy đủ cô. Không, em cũng có bắn rap cũng gần giống như không cho hát. Có gì nữa không? Bạn nhận xét cho cô về hai tiêu chí. Thứ nhất là khả năng thuyết trình, thứ hai là về mã nguồn chương trình. Chương trình về chức các chức năng của chương trình ấy. Thế thôi à? Mời cô mời Quang Nghị nào. Nhận xét bài của bạn Hương cô ạ. Dạ, mình thấy bài của bạn có nhiều cái chức nhiều cái câu trả lời vui vui nha. Mọi người bạn dí dỏm lắm nên là bộ câu hỏi của bạn cũng cũng cũng, cũng gọi là lạ lắm. Dạ. Với kỹ năng thuyết trình thì sao? Dạ, con thấy bạn thuyết trình tự tin vui vẻ như mọi khi. Một người rất là tràn đầy năng lượng. Cô mời
Xuân Hương nào, nhận xét bài cho em nào. Bài em chương trình tự tin này. Em mới thêm được nhiều những câu hỏi nó sáng tạo làm cho bài nó hay hơn. Rồi. Đây là em mới chưa nói hết thôi. Chứ còn nhìn cô thấy kéo mãi chưa hết bộ câu hỏi, phải vài chục bộ. Các câu hỏi thì thực ra thì nó cũng đơn giản thôi, thế nhưng mà cái lượng en ít nhiều. Thì các bạn hình dung là cái con chatbot ấy thì bản chất là cái data mà nhiều câu hỏi trả lời nhiều thì nó phải có bộ dữ liệu nhiều, mà cái bộ chúng ta đặt cho nó chính là các cái if and if như thế này này, nhiều vô vô kể luôn đấy. Thì máy tính, à, cái con chatbot chúng ta mới gọi là thông minh được, thì cái AI nó ở đây các bạn nhé, AI nó ở đây đấy. Rồi à, Minh Hương thì vào sau Minh Hương chuẩn bị bài nhé. Rồi chốt lại với cái phần thuyết trình của Liên Hương thì cô có cái nhận xét như sau. Thứ nhất là về khả năng thuyết trình cũng như các bạn đã nhận xét thì Liên Hương có một cái gọi là cái cách dẫn rồi thì nói rất là tự tin, mạch lạc suốt xuyên suốt ba dự án. Mà dự án đầu tiên là lái tàu vũ trụ, dự án thứ hai là máy tính thông minh, và đến cái dự án thứ ba này là chatbot, thì bạn đều thể hiện cái sự tự tin dí dỏm ở trong các cái phần thuyết trình của mình. Còn về phần chương trình thì giống như những chức năng mà cô đã hướng dẫn ở đây thì bạn sáng tạo thêm được cái bộ câu hỏi nó rất là đa dạng và rất là nhiều. Rất là nhiều, bổ sung được rất nhiều cái bộ câu hỏi. Và cái giao diện bạn ấy cũng thể hiện cái sự gọi là năng động ở trong đấy, những màu sắc nó rất là tươi trẻ. Nó không phải là một cái giao diện đơn giản, gọi là đen trắng xám như chúng ta vẫn làm, như các bạn vẫn làm đấy. Thì những cái đấy thì rất là đáng khen ngợi. Và những cái chức năng và những cái kiến thức mà bạn Liên Hương bạn áp dụng cho cái dự án này thì hoàn toàn là cô đồng ý với cái sự gọi là thể hiện của bạn. Và chúc mừng Liên Hương đã báo cáo thành công cái dự án chatbot của mình. Chúc mừng Liên Hương nha, phát huy tiếp nha.